Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lục căn hổ dụng, nhiều bất khả ngôn. Người phàm thường chỉ biết mắt có thể thấy sắc, tai có thể nghe âm thanh, mũi có thể ngửi mùi hương, lưỡi có thể nếm mùi vị, thân có thể biết cảm giác, và ý có thể biết các pháp. Nếu quý vị nói đạo lý lục căn hổ dụng, họ sẽ không bao giờ tin, còn cho rằng đó là những lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu thật sự đã đến cảnh giới này và đạt được công dụng này rồi, thì chúng ta sẽ biết được Phật pháp thật có loại cảnh giới đúng như vậy. Quả là vi diệu không thể nói, không thể nghĩ bàn. Có người vọng tưởng rằng tôi không muốn có cảnh giới như thế đâu. Tại sao? Bởi vì phiền phức quá đi thôi. Khi tôi nhìn lên trên thì thấy được các cử động của người trời, lại còn nghe được tiếng nói chuyện của họ nữa, vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của tôi. Cũng như lúc tôi nhìn xuống lại thấy được tình trạng ở địa ngục, rồi tâm sợ thất kinh, bị ám ảnh đến đổi tối ngủ cũng không được yên giấc. Bởi vậy tôi không thích có cảnh giới như thế. Cho dù quý vị có thích cảnh giới như thế đi nữa, cũng không nhất định là quý vị sẽ đạt được đâu. Tại sao? Bởi quý vị không chịu nghiêm chỉnh tham thiền, hoặc giả như có ngồi thiền thì cũng vọng tưởng, suy nghĩ dẫn dơ, tâm dưỡng ý mã, cứ chạy ra ngoài dùng dục, tự mình cũng không kềm chế được chính mình. Hoặc là quý vị đang ngồi thiền bị hôn trầm, mơ màng thấy mình tán gẫu với châu công, rồi ngủ ngáy o o, hơi thở mạnh như sấm. Tình hình như thế thì làm sao khai ngộ, làm sao mới có thể đạt đến chỗ diệu dụng? Quý vị chỉ tự lãng phí thời gian thôi. Muốn đạt đến cảnh giới đó, quý vị phải không có vọng tưởng, quý vị phải như thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, ngửi mà không ngửi, nếm mà không nếm, xúc mà không xúc, suy nghĩ mà không duyên cảnh. Nếu không bị cảnh giới lay chuyển, như vậy quý vị mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Nếu quý vị bị cảnh giới lay chuyển như mình có thể thấy tận đến cảnh trời xa tích như thế, rồi không biết là mình có thể ngủ được hay không nữa hả? Để tôi nói hết cho quý vị nghe. Một khi đạt đến cảnh giới đó rồi, quý vị vẫn ngủ được như thường. Lúc nào quý vị muốn ngủ thì ngủ, còn không muốn ngủ thì không ngủ, tha hồ mà tự tại. Tuyệt nhiên quý vị không phải miễn cưỡng làm gì cả, vi diệu như vậy đó. Người mà vừa có vọng tưởng như trên, sau khi nghe tôi nói như vậy, họ lại dấy niệm. Mình có vọng tưởng, nhưng sư phụ làm sao mà biết được? Hay là sư phụ có tha tâm thông? Tại sao quý vị có vọng tưởng đó? Nếu quý vị có vọng tưởng đó thì tôi làm sao mà không thể biết được chứ? Nếu sợ tôi biết, thời quý vị đừng khởi vọng tưởng đó. Quý vị nên biết rằng, vì lục căn hổ dụng với nhau, cho nên ai ai cũng có thể đạt được cái diệu dụng này, chỉ xem là quý vị có tu hành hay không tu hành mà thôi. Tôn giả A Nan Luật Đà không dùng mắt mà có thể thấy cả tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng như thấy trái Amala trong bàn tay. Đó là bởi tuy mắt ông bị mù, nhưng ông đã đạt được thiên nhãn thông. Long Bạc Nan Đà tuy không có lỗ tai, nhưng có thể dùng thiên nhãn lắng nghe âm thanh để cứu người bị nạn. Sáu căn của nữ thần, căn già, thần sông Hằng đều có thể ngửi được các mùi hương, bất luận căn nào cũng đều có tác dụng ngửi biết được hết. Tôn giả Tô Phạm Bát Đề không dùng lưỡi mà có thể nếm được mùi vị, bởi ông dùng mũi để thay thế cho lưỡi. Thần Thuần Nhã Đa, thần hư không, tuy không có thân thể nhưng có thể dùng các căn khác để tiếp xúc, và vì thế mà biết được tất cả các pháp đều là không, cho nên ông là thần tự nhiên. Tôn giả Mahaka Diếp không dùng ý căn mà biết được đạo lý thật tướng của các pháp, tức là vô tướng. Vô tướng cũng có nghĩa là vô sở bất tướng, không gì là không có tướng. Trên đây là các thí dụ dẫn chứng về những gì đã đạt được chỗ diệu dụng hổ tương của lục căn. Giảng ngày 16 tháng 2 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说